Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và nguy cơ bùng phát đợt dịch lần thứ tư tại Việt Nam là rất lớn, trưa nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với các ngành và địa phương để rà soát các phương án sẵn sàng tình huống xảy ra dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu chính quyền các huyện, thị xã và thành phố Huế luôn trong trạng thái sẵn sàng, chủ động để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực, tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong phòng dịch, duy trì thực hiện tốt 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch, quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động tinh thần chống dịch với mức độ cao nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế ra soát hoàn chỉnh các phương án phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng kích hoạt các lực lượng phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng 6.200 liều vaccine phòng COVID-19 do chương trình COVAX Facility hỗ trợ thông qua Bộ Y tế cho các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ. Khẩn trương làm việc với Bộ Y tế để tranh thủ thêm nguồn vaccine từ Trung ương hỗ trợ cho tỉnh nhằm đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới, trên bộ, đường thủy, đường biển, cảng hàng không. Tuyệt đối không để người nhập cảnh trái phép, đảm bảo cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh. Lưu ý việc đảm bảo an toàn cho các lực lượng quản lý nhập cảnh, làm việc tại các cửa khẩu, các khu cách ly tập trung và các cơ sở cách ly dân sự khác.